Đấy, đào Tết cả nhà ơi. Cả nhà ơi, đây đây là đào Phúc Yên này. Đào Tiền Châu Phúc Yên nhá cả nhà nhá. Rất là tuyệt vời. Đó, hôm nay Quyền đi thăm đào, mua sắm đào. Cả nhà thấy rất là tuyệt vời này. Đó. Xung quanh đây và đằng sau này. Đằng sau này còn rộng bạt ngàn. Bạt ngàn đào đằng phía đằng sau chúng ta nhìn này. Đó. Thấy không? Đào đằng sau kia quay này thì có thể nó không nhìn thấy rõ lắm đó, nhưng chỗ này chúng ta nhìn này đó, đi xung quanh đây thì toàn đào thôi đó, và chúng ta nhìn này trên trên cái phía trên đường kia là còn người dân đang nhộn nhịp mua sắm đó đó. Đây chúng ta nhìn thấy trên cái khu vực này nhiều chưa, mua sắm đào nhộn nhịp. Ôi, khu phố đào Quất Phúc Yên đây. Đó, chỗ khu vực này là cái khu vực trồng đào này. Đó, trồng đào Phúc Yên này cả nhà này. Đó, đào Phúc Yên. Nhộn nhịp mua bán ngày 25 Tết. Chúng ta nhìn này. Chỗ này nhìn lên cái ảnh không biết là nhìn trong không thấy rực rỡ lắm. Đó, nhưng mà đào nó nở tung tóe này. Người dân đi rất là nhiều mua sắm là cả nhà này. Đó. Và chỗ này thì đông nghịt người. Đó. À, đó. Chắc đào xuống phố và cả bên này nữa, cả cánh đồng ấy. Bên kia rất là đông cả nhà kìa đó. Khu vực này thì bình thường người dân đi qua đi lại là không đông như này đâu, nhưng hôm nay rất là đông đó. Đường này là đi vào Phúc Yên này, đi vào Phúc Yên trong này. Còn đây là đường quốc lộ 2 và những cái xe này mà để đây thì là những cái xe này để xuống dưới cánh đồng này, đó bên kia chỗ kia này, đó kia là cánh đồng trồng đào, đào đó, đào đó, đó đào này cả nhà này, nhìn đây, đào, đào Tết, đó, mỗi người một cảnh. Đó, đây cả cánh đồng đào, bạt ngàn đào và người chăm sóc đào. Đó, chăm đào. Đang mua bán đào nhộn nhịp một con đường. Đó, đường kia thì ra quốc lộ 2. Đó, đây là hàng xoan này. Xin chào nhá, bán đào cho đắt nhá. Anh em giới thiệu đi, em bán đào cho đắt hàng. Ok, em tên là gì? Em tên là Thu ạ. Thu đào đúng không? Số điện thoại nào? À, rồi. Đẹp thế nhỉ. Đào. Đó, và người dân này. Mua sắm đào. Vâng, chào cả nhà nhá. Nếu mà nhà nào mà có ấy thì chỗ này gọi là khu vực Tiền Châu phải không hả chị? À đấy, khu vực Tiền Châu chuyên trồng đào.
Đó, chúng ta xuống đây mua đấy. Quyền hôm nay đi qua đây. Chào cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại. Đấy, một con đường vô cùng tuyệt vời. Con đường đầy màu sắc ngày Tết.